Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Trong các video trước về các giống loài trong ARK, chúng ta thấy một hiện tượng tương đối phổ biến là các nhà làm game thường cho chúng ăn thuốc tăng trọng quá mức, nên con nào con ấy cũng to gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần kích thước bình thường của chúng trong thực tế. Tuy nhiên không phải giống loài nào cũng bị thổi phồng về kích thước, cũng có những giống loài bị thu nhỏ so với chính phiên bản thực tế của chúng. Một trong số đó chính là Dilophosaurus, hoặc cũng có bạn sẽ đọc là Dilophosaurus, cái này thì tùy nha. Vậy thì để bù lại cho sự ăn bớt về chiều dài và cân nặng này thì nhà làm game đã bù cho Dilophosaurus những khả năng nào để nó vẫn có chỗ đứng nhất định trong game? Và liệu những thay đổi này giống và khác gì so với thông tin mà chúng ta có về Dilophosaurus trên thực tế? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nếu các bạn đã từng xem công viên kỷ Jura rồi thì chắc chắn sẽ không thể nào quên tạo hình cũng như hành vi cực kỳ ấn tượng của Dilophosaurus trong bộ phim này. Dù nhỏ bé nhưng chúng có khả năng sử dụng nọc độc để làm tê liệt con mồi, khả năng đi săn theo nhóm và cây diềm có thể xòe ra để hù dọa kẻ địch, nhờ đó chúng có khả năng hạ gục con mồi lớn hơn mình. Và nhiều khả năng, Dilophosaurus trong game cũng lấy cảm hứng rất nhiều từ phiên bản Dilophosaurus trong công viên kỷ Jura. Hồ sơ ARK viết rằng, Dilophosaurus trong ARK có một số đặc điểm không hiện diện ở chi Dilophosaurus thông thường, chẳng hạn như tiếng kêu rất chói tai cũng như diềm cổ trông khá đẹp mắt, có lẽ là dùng để thu hút bạn tình và hù dọa con mồi. Dilophosaurus trong game cũng không tấn công con mồi một cách nào vào combat trực tiếp, mà sẽ phun nọc độc để làm suy yếu và tê liệt con mồi trước khi kết liễu. Đối với người chơi thì nọc độc này có thể khiến bạn bị chậm lại, bị mù trong một thời gian nhất định và rút máu dần dần, nên hãy cẩn thận. Do không quá to lớn cộng với lượng máu rất thấp, Dilophosaurus nhìn chung cũng khá thực dụng trong việc lựa chọn con mồi. Chúng có thể bỏ chạy thay vì tấn công nếu thấy đối phương có vẻ mạnh hơn. Ngoài ra thì chúng cũng sẵn sàng ăn những cái xác bị những kẻ săn mồi khác bỏ lại. Dù không thường hành động theo bầy, nhưng do số lượng đông đúc và xuất hiện trên bản đồ khá nhiều, nên chúng có thể xuất hiện cùng lúc từ 2 đến 3 con trở lên và tấn công người chơi. Bạn có thể để ý thời điểm những con khủng long nhỏ nhưng khó chịu này chuẩn bị phun độc và nhảy tránh hoặc dùng khiên đỡ. Đừng để bản thân trải qua số phận của Dennis Nedry trong Jurassic Park. Cũng theo hồ sơ ARK thì với năng lực như vậy, người chơi có thể sử dụng Dilophosaurus với vai trò là chó canh nhà. Chúng có thể báo hiệu cho bạn sự xuất hiện của kẻ thù với tiếng kêu chói tai của mình, đồng thời trở thành lớp hàng rào phòng thủ đầu tiên với năng lực tấn công độc đáo từ xa. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều vào Dilophosaurus bởi chúng không phải những con khủng long quá mạnh. Điều thú vị là khi bạn tấn công và hạ gục một con Dilophosaurus, sẽ có một tỷ lệ con Dilophosaurus đó sẽ đánh rơi ra cặp kiến của Nedry, càng khẳng định rằng phiên bản trong game được lấy cảm hứng từ trong bộ phim Jurassic Park nhiều hơn là từ thực tế. Trong thực tế thì hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ bằng chứng nào về việc Dilophosaurus có diềm ở cổ hay tấn công kẻ thù một cách phun nọc độc. Những chi tiết này đã được nhà làm phim Jurassic Park thêm thắt vào như một cách để giúp người xem dễ phân biệt giữa các loài khủng long xuất hiện trong phim hơn, đồng thời lý giải khả năng săn mồi của Dilophosaurus khi con khủng long này có lực cắn khá kém. Những chi tiết thêm thắt này đã biến Dilophosaurus trở thành con khủng long xa rời thực tế khoa học nhất trong số các khủng long xuất hiện trong Jurassic Park, tuy nhiên cũng là một trong những con khủng long ấn tượng nhất và khó quên nhất, dù thể lượng xuất hiện không quá nhiều. Điểm chung lớn nhất giữa phiên bản game, phiên bản phim cũng như Dilophosaurus trong thực tế, đó chính là hai cái màu xương được đặt ở trên đỉnh đầu. Tuy nhiên phiên bản game đã nâng cấp những chiếc màu này lên để chúng trông màu mè và sắc sảo hơn. Màu xương của Dilophosaurus trong thực tế thì tròn trịa hơn màu xương của Dilophosaurus trong game. Mặc dù vậy, hình dạng chính xác của chúng khi còn sống có thể khác đi với những chi tiết không hóa thạch là bằng keratin chẳng hạn. Vì điều này thì không ai biết chắc. Về công dụng thì những cái màu này trong thực tế có lẽ có công dụng trang trí, nhận diện loài và thu hút lẫn nhau trong mùa sinh sản là chính. Các nhà khoa học cho rằng chúng không đủ mạnh để sử dụng trong chiến đấu, chẳng hạn như khi hai con khủng long húc đầu vào nhau. Về lối sống của Dilophosaurus, thật sự chúng ta không biết quá nhiều ngoại trừ việc chúng là những khủng long săn mồi lớn nhất vào thời đại của mình, nên chúng hoàn toàn có thể chiếm giữ vị trí động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái. Về vấn đề săn mồi và sinh sống theo bầy thì cũng như Allosaurus, những bằng chứng về việc này hết sức lỏng lẻo. Thứ tốt nhất mà chúng ta có là hóa thạch của ba con Dilophosaurus được tìm thấy nằm cạnh nhau, xếp thành một hình tam giác. Tuy nhiên, lý do chúng tử vong và hóa thạch cùng nhau vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Về kích thước thì nếu đặt lên so sánh, phiên bản trong phim Jurassic Park sẽ là phiên bản Dilophosaurus nhỏ nhất. Dilophosaurus của game ARK sẽ lớn hơn phiên bản phim một chút, nhưng không nhiều, và cả hai đều nhỏ hơn phiên bản thực tế của Dilophosaurus ngoài đời, khi các ước tính của các nhà khoa học cho thấy, chi khủng long này có thể có chiều dài lên đến khoảng 7m và nặng tầm 400kg, khá ngang ngửa với một con gấu nâu Bắc Mỹ, dù cấu tạo cơ thể của nó mảnh khảnh hơn.
Vậy nếu phải chọn giữa việc đối đầu giữa một con Dilophosaurus tuy nhỏ hơn nhưng có khả năng phun độc và một con Dilophosaurus không có khả năng phun độc nhưng to hơn, thì bạn sẽ chọn thế nào? Đây là một câu hỏi tương đối khó. Nếu phải đối đầu với một con Dilophosaurus nhỏ, bạn sẽ cần đủ nhanh nhẹn để né được những cú phun độc của nó và tìm cách hạ gục nó nhanh nhất có thể. Nhưng nếu gặp một con Dilophosaurus nặng gần 4 tạ thì e là ngay cả một võ sĩ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi là một số thông tin thú vị xoay quanh Dilophosaurus phiên bản ARK so với thực tế. Hy vọng là các game thủ sẽ có thời gian chơi game vui vẻ và có thêm kiến thức bổ ích từ video vừa rồi. Nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mệt Mỏi Long TV.